Cái việc ức chế nấm bệnh đấy thì nó thông qua ba cơ chế. Đấy, cơ chế thứ nhất là cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng đối với trong cái bể cá cảnh, thì khi nó vào nó sẽ sử dụng các cái chất dinh dưỡng và làm cho nấm bệnh mất cái nguồn dinh dưỡng hữu cơ đi. Và thứ hai là cái cơ chế là nó sẽ chiếm cái không gian, tức khi mật độ vi sinh ở có lợi ở bên trong cái hồ nuôi đấy nó tăng sinh nhanh đấy, thì theo cái quy luật tự nhiên thì các cái vi khuẩn gây bệnh nó sẽ giảm. Và thứ ba nữa là thông qua cơ chế đối kháng, các cái chủng vi sinh đấy nó sẽ tiết ra các cái kháng sinh và các cái axit hữu cơ đấy, nó có khả năng kháng được với các cái nấm bệnh hoặc là vi khuẩn gây bệnh trong bể cá.